Chào các bạn, đôi khi chúng ta nghe thấy những lời khuyên rằng là chúng ta không nên ăn trái cây sau bữa ăn mà chúng ta có thể nên ăn trước bữa ăn. Thì liệu như vậy có thực sự đúng? Thì hôm nay mình sẽ làm một video để chia sẻ với các bạn. Thì cái lời khuyên mà không nên ăn trái cây sau bữa ăn mà nên ăn trước bữa ăn ấy, thì nó xuất phát từ một cái lập luận cho rằng là đường ở trong trái cây thì nó không nên lưu lại quá lâu trong dạ dày. Nếu không là sẽ xảy ra quá trình lên men, gây đầy hơi và chướng bụng. Vì chúng ta đã biết rằng lên men thực chất là quá trình chuyển hóa đường thành năng lượng, giống như quá trình lên men từ nho để tạo thành rượu vang, hoặc là lên men sữa chua trở thành sữa chua ấy. Để xảy ra cái việc lên men thì cần có hai yếu tố bắt buộc, đó là đường và vi khuẩn. Thì ở đây chưa kể đến các cái yếu tố như kiểu là nhiệt độ và các cái điều kiện môi trường khác nhé, nhưng mà đường và vi khuẩn là hai yếu tố bắt buộc phải có. Khi bạn ăn một cái loại trái cây thì trong dạ dày sẽ xuất hiện các cái loại đường của trái cây, tức là đã có một yếu tố rồi. Thế còn vi khuẩn thì sao, liệu chúng có thể tồn tại trong dạ dày? Thì trong thực tế chúng ta thấy rằng là ngay sau khi thức ăn vào đến dạ dày thì dạ dày thải ra một lượng axit khá là lớn, nó làm giảm pH trong dạ dày xuống khá thấp, pH có thể từ 1 đến 3. Thì ở trong cái môi trường này thì hơn 90% vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt. Đây chính là một trong những cơ chế bảo vệ bản thân mà trong quá trình tiến hóa con người đã tạo ra để tăng cái cơ hội sống sót. Bởi vì chúng ta đã biết rằng là trong thực phẩm ấy, nó luôn mang rất nhiều những vi khuẩn có hại khác nhau. Đến đây thì các bạn thấy rằng là trong những cái hoạt động bình thường ở hệ tiêu hóa thì sẽ không cho phép bất kỳ cái quá trình lên men nào trong dạ dày cả. Khi kể cả chúng ta ăn trái cây thì trong dạ dày chắc chắn sẽ không xảy ra quá trình lên men, vì đơn giản là tại đó không có vi khuẩn. Thế thì cái lý do mà của cái việc tư vấn đưa ra là ăn trái cây trước bữa ăn để tránh tình trạng lên men, đầy hơi, chướng bụng thì là hoàn toàn vô lý. Vậy thì chúng ta ăn trái cây lúc nào là tốt nhất? Thì có một lời khuyên với các bạn, đó là ăn trước hay sau thì nó tùy vào khẩu vị của mỗi người. Cho ăn trước hay sau cũng được. Vì chúng ta đã thấy rằng là gì ạ? Con người chúng ta thì luôn ăn trái cây từ cái ngày mà đã có sự xuất hiện ở con người trên trái đất. Tính ra hiện nay ít nhất là 9 triệu năm. Và có thể nói là chúng ta hoàn toàn thích nghi với việc tiêu thụ cái loại thực phẩm trái cây này. Bạn có thể ăn trái cây trước hay sau bữa ăn ấy, tùy vào khẩu vị và thói quen của mình. Trái cây nó cung cấp chúng ta rất nhiều các chất xơ, các cái vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe, giảm nguy cơ những cái bệnh như kiểu là tiểu đường, tim mạch, mỡ máu và thậm chí cả ung thư. Và trái cây sẽ tốt hơn rất nhiều so với các cái món tráng miệng sau bữa ăn như kiểu là bánh ngọt hay là bánh kem, rồi những cái loại thực phẩm nhiều đường làm tăng nguy cơ béo phì rồi tim mạch. Trong một số trường hợp nhé, nếu các bạn có những vấn đề về tiêu hóa thì các bạn nên thay đổi cái ăn trái cây của mình để có được một cái dinh dưỡng nó chuẩn. Thứ nhất, nếu hệ thống tiêu hóa của bạn thuộc trường hợp nhạy cảm, các cái đường fructose phổ biến có trong các loại trái cây có thể khó tiêu hóa, và nếu nó được ăn cùng hay là gần bữa ăn thì các loại đường fructose này nó sẽ hút nước vào trong ruột gây ra chướng bụng. Thì trong cái trường hợp này thì các bạn nên ăn trái cây vào các cái bữa phụ, tức là bữa sáng hay là chiều ấy. Giữa các cái bữa phụ này, nó giữa các bữa ăn chính, và không nhất thiết phải ăn trước bữa ăn. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nếu hệ thống tiêu hóa yếu hoặc là có bệnh, các chất xơ trong trái cây ấy, có thể gây ra cảm giác đầy hơi. Thì một lần nữa thì các bạn nên ăn loại trái cây cách xa bữa ăn. Đấy, có hai trường hợp mà các bạn nên ăn trái cây cách xa bữa ăn. Đó là khi mà hệ tiêu hóa các bạn nhạy cảm, hoặc là hệ tiêu hóa các bạn có các cái trường hợp bệnh. Trước đây mình đã giới thiệu với các bạn về nội dung, đó là nên ăn trái cây vào thời điểm nào, trước hay sau bữa ăn. Thì tổng kết lại, chúng ta thì ăn vào thời điểm nào cũng được, tùy vào khẩu vị của mỗi người. Trừ một số trường hợp hệ thống tiêu hóa chúng ta nhạy cảm, hoặc là có yếu, hoặc là có bệnh ấy, thì chúng ta có thể ăn xa các bữa ăn. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.